Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chim Nhồng Việt Nam nhá. Rất vui khi gặp lại các anh em và toàn thể các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì em đã về ra Hưng Yên. Rồi hiện tại em đang có mặt tại Hưng Yên. Và hôm nay em sẽ quay cho các anh em những chú chim trầm màu. Và có những chú chim là trầm màu bạch tạng. Và có những chú chim là bạch tạng xám nhá. Và đây là một chú bạch tạng xám. Và đây là xám trắng. Và đây là một cặp đây thì đang là cặp non nhá. Em sẽ quay gần lại để cho các anh em và toàn thể các bạn cùng xem. Đó. Đây là một cặp xám trắng. Một cặp đây thì chim non lên nhá. Mà chim non này mới được có hơn 2 tháng tuổi nhá. Và còn đây là những chú trầm màu thường. Thì các anh em nào yêu cầu cũng như là có ý định mà muốn ghép sinh sản về một cái chú chim trầm màu bạch tạng, thì trong đây là có cả trống cả mái. Đây là một cặp zin của chim non lên nhá. Và còn bên đây là một con mái nhá. Đây là một chú chim mái. Chú chim mái đây thì đang dụng mấy cái lông cánh cho nên là vẫn chưa ghép được nhá. Và còn bên đây. Và bên đây là một chú chim trống. Cặp này thì sau này sẽ đi vào cùng con trống đây nhá. Và một con bạch tạng bên đây nữa. Đây. Một chú bạch tạng bên đây nữa. Thì trong video ngày hôm nay thì các anh em nào có yêu mến đến tất cả những chim cảnh thì hãy liên lạc qua số điện thoại 0981 917 917 hoặc là hãy liên lạc trực tiếp vào một cái số điện thoại là 0393 0393 135 555 nhá. Em sẽ để trên màn hình để cho các anh em và toàn thể các bạn được xem chim cũng như là gọi trực tiếp hoặc là vào số Zalo của bên em là 0392 115827 là số Zalo của bên em. Và hãy liên lạc trực tiếp vào số điện thoại để được các anh em và toàn thể các bạn biết giá hơn nhá. Cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là để ghép về sinh sản. Và tất cả ra là dòng chim đây là bên em sẽ nhập từ bên Thái về nhá. Thì trong video hôm nay thì tất cả các anh em nào yêu mến đến thì hãy đừng quên hãy gọi điện trực tiếp để biết chim nhá, hoặc là vào Zalo để xem chim trực tiếp nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh em những chú chim trà màu. Như vậy thì các anh em nào thấy video hay cũng như là thấy chim đẹp thì hãy bấm chuông và bấm đăng ký để nhận được các video mới nhất tiếp theo nhá. Và còn các video ngày hôm nay thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em và toàn thể các bạn vào các video tiếp theo.